Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ ăn xoài non chấm mắm ruốc nha. Đây là xoài non, chúng ta sẽ bỏ mắm ruốc ra chén nha. Có vẻ rất là ngon, rất là thơm, cũng rất là cay. Chúng ta bắt đầu nha. Chua quá. Mình phải nhai nhanh lên để nó không có chua, cái mặn với cái cay của mắm ruốc nó bớt đi cái chua của xoài. Ăn mấy cái nhỏ nhỏ trước nha, mấy cái nào to mà lát mình sẽ lấy dao mình cắt ra. Chua quá, cay quá mà ngon quá.
Cái này mấy bạn nữ sẽ thèm lắm. Đúng là xoài non rất là chua, nhưng mà chấm với lại mắm ruốc nó vừa mặn nó vừa cay, bớt chua rất nhiều, nó kích thích vị giác của mình muốn ăn liên tục liên tục. Ăn cái này hơi hao mắm ruốc. Xoài non lên hộp bé tí ti. Hộp trái này nó đen thui. Như hạt đậu.
chua cái gì. Nhưng mà mắt ngay cứ muốn ăn hoài. Chua, mặn, cay. Nhưng muốn ăn hoài. Mọi người hãy thử món này với Trúc nhé.